Dịp này, Điện Biên đang đón rất nhiều du khách mọi miền Tổ quốc, trong đó có không ít người dân ở thủ đô Hà Nội. Cùng với nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, những lễ hội đặc sắc như lễ té nước chắc chắn sẽ để lại nhiều kỷ niệm cho du khách nhân dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, cũng nhân dịp này, Đoàn Thanh niên và Hội Bác sĩ trẻ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba đã về với Điện Biên và khám chữa bệnh cho học sinh trường Trung học dân tộc bán trú Tỉa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là ngôi trường bán trú với 521 học sinh đồng bào người Mông, Thái, Lào, trong đó dân tộc Mông chiếm 97%. Đa số phụ huynh ở địa phương đều đi làm ăn xa, điều kiện gia đình còn khó khăn. Việc Bệnh viện Việt Nam Cuba đồng hành cùng với các nhà tài trợ tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí, răng hàm mặt, dinh dưỡng, tai mũi họng cho toàn bộ học sinh giáo viên tại trường là hoạt động hết sức ý nghĩa.